Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn cái cách làm cái nhà mô hình. Cái nhà này thì mình làm thì nó cũng giống như cách mình làm các mô hình nhà cổng tam quan hay là nhà quần thể chùa chiền, nhà mát các bạn, nó một cách làm cũng như nhau thôi. Thì ở đây mình sẽ, đây các bạn sẽ có thể thấy này, thì cái nhà mô hình này thì mình làm từ mình mới đổ từ xi măng ra. Thì cái khuôn để ra cái này thì mình cũng làm từ silicone đấy các bạn. Đây là silicone cái khuôn nó này. Thì để ra được cái mẫu này thì cái mẫu này rất đơn giản các bạn. Mẫu này thì mình cũng chia sẻ cùng các bạn làm, nó cũng giống y như kiểu là mà quần thể mà đình chùa nhà mát ấy. Thì mình sẽ dùng giấy bìa cái tông các bạn, mình cắt ra và mình dùng keo nến ấy, mình dán thành cái mô hình bằng giấy. Sau đó các bạn sẽ đi khuôn silicone lên để tạo ra một cái khuôn, tức là cái khuôn của cái mô hình các bạn. Để lúc sau đó mới đổ, để đổ thì lúc trước mình đổ ra thì nó sẽ ra đây, cái này mình đang đổ các bạn, mình sẽ quay các bạn xem thì lúc trước mình đổ ra nó như thế nào. Đây một chút mình đổ ra thì một số căn nhà nó sẽ như vậy các bạn. Đây đổ ra mình sẽ làm cái quần thể nhà như vậy này các bạn. Đây các bạn đã thấy này, đây một quần thể nhà như vậy đó. Thì đây nữa các bạn, đây là quần thể nhà này. Thì với cách làm của lúc trước của mình các bạn, khuôn này là giấy này, khuôn giấy này, nó làm một phát mình ra khuôn giấy luôn. Ra khuôn giấy thì mình ra cái nhà đổ phát ra khuôn giấy, thì là mẫu giấy thì mình ra khuôn silicone đổ phát ra như vậy các bạn. Đấy, nó ra như vậy luôn. Nhưng mà nó ra như vậy thì các bạn có thể thấy thì ở trên cái vùng núi đá đó, mình làm cái vùng núi đá treo leo thì mình cũng làm những cái nhà xây như vậy thì nó sẽ không đẹp được đẹp các bạn, vì nó không có hoang dã bằng cái kiểu đây. Các bạn có thể thấy hàng rào mình đắp giả đá này. Đấy, hàng rào đắp nhỏ xíu các bạn thấy không? Đó, thì mình sẽ từ cái mẫu khuôn này này, nó ra rồi, cái sản phẩm này mình sẽ tạo ra một cái những cái bức tường đá các bạn, bức tường đá giống như dân tộc của Hà Giang, mình xếp đá thành hàng rào đó. Mình sẽ sử dụng cái, mình sẽ tạo ra một cái bộ khuôn mới trên cái mô hình cũ này. Đó, mình sẽ tạo ra bộ khuôn mới thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Thì ở đây thì đây mình đang đổ ra cái mấy cái khuôn khuôn cũ đó các bạn, mình đang đổ ra và mình sẽ ra bộ khuôn. Thì từ cái khuôn cũ đó thì mình sẽ ra sản phẩm này là gọi là bộ, mình sẽ làm một cái bộ khuôn mới. Thì mình sẽ dùng cái bay nhỏ các bạn, đây cái bay nhỏ của mình này, mình sẽ lúc nó đổ thì khoảng 12 tiếng các bạn, này hơn 12 tiếng thì các bạn lấy ra nó còn mềm mềm đấy, thì các bạn dùng bay các bạn sẽ đạch đó, các bạn đạch một đường bất kỳ do cái giống như những hòn đá tự nhiên đấy, mình xếp chồng lên thành một cái ngôi đó, mình xếp chồng lên làm một cái ngôi nhà luôn, thành một cái bức tường đá luôn. Đây thì đó các bạn có thể thấy thì nó sẽ bức tường đá xung quanh gì giống như một cái vùng núi mà người ta sẽ dùng đá người ta xếp thành những ngôi nhà các bạn, sau đó nó được ngói úp các bạn. Thì cái ngôi nhà nhìn nó sẽ xinh và nó sẽ vào những cửa gỗ này, thì ngôi nhà sẽ xinh và nó nhìn nó gần với thực tế hơn các bạn, nhìn nó sẽ hầm hố hơn. Đây một cái nhà nhỏ này mình mới làm các bạn, là mình ngâm cái nước nó có màu đó. Đây là mình cũng đúc hết đá này đấy các bạn, theo đấy các bạn, trong khi mà các bạn ra khuôn thì cứ vậy vẫn đổ ra thì nó sẽ làm cái nhà y như vậy. Chứ các bạn mà ngồi các bạn trẻ kẻ như mẫu này thì nó rất là lâu các bạn, làm mẫu cũng khá mất nhiều thời gian đấy. Chứ còn nếu mình làm khuôn ra rồi thì mình đổ rất là nhanh đó. Thì mình sẽ tạo thành một cái quần thể nhà đây, các bạn có thể xem này, khi mình đặt những căn nhà cạnh nhau như vậy thì các bạn có thể thấy là nó sẽ tạo ra những cái bức tường đá rất là đẹp các bạn, nhìn nó sẽ thật hơn, nhìn nó sẽ thật và nó hoành tráng hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lấy cái mấy cái mẫu bên này này các bạn, thì để lấy mấy mẫu bên này rồi mình sẽ khắc thành những bức tường đá như vậy thì các bạn xem nha. Rồi đây là mình lấy ra cái nhà mô hình này các bạn. Thì sau khi cái nãy các bạn thấy này, lấy thì cái mái nó sọc, thì sau khi mà mình lấy lên thì các bạn thấy nó mềm này, thì mình sẽ dùng cái thước các bạn đọc thẳng đây, mình dùng cái dao giấy mình đọc vậy các bạn, để tạo thành cái những cái viên ngói các bạn, ngói úp á,
để cho nó giống cái kiểu vùng núi ấy, các bạn, người ta hay dùng cái ngói úp này đó, chứ không có dùng tôn các bạn. Thì cái đây mình nếu để sọc như vậy thì nó sẽ giống cái mũi tôn hơn đó, nên mình sẽ cắt dọc ra và mình tạo ra cái đường ngang này các bạn, để cho giống như cái mũi tôn mà nó cái mũi ngói mà nó úp nhau, nó chồng với nhau các bạn, thì nó sẽ thật hơn đó. Các bạn là dùng nó mềm mà các bạn sẽ dùng cái bay nhỏ này, mình sẽ dùng cái bay nhỏ này để mình đạch các bạn cho nó dễ đó. Các bạn sẽ tạo ra những đạch như vậy, thì nói chung là các bạn làm sao ra mẫu càng chi tiết các bạn, thì các bạn lúc đó các bạn ra khuôn, các bạn đổ khuôn thì nó ra cái sản phẩm thì nó sẽ rất là đẹp đó. Thì đây các bạn, mình sẽ đạch như vậy đó, thì các bạn thấy không, thì mình đạch như vậy thì nó sẽ tạo ra những cái đường rãnh như vậy, thì nên cái khuôn nó rất là nét, nó giống như kiểu là những viên ngói úp lên ngược với nhau á. Thì nếu mình để mình làm như vậy thì cái kiểu nhà này thì rất nhiều người đã làm theo kiểu cái thực tế các bạn, thì giống nhà tranh miền Tây này, đây, vùng núi người ta làm, nhưng mà người ta sẽ lợp ngói, thì các bạn sẽ và bức tường đá thì nó sẽ tạo ra một cái kiểu cách cũng cái bố cục, mà cái kiểu cách nhà sẽ khác các bạn, theo từng cái vùng miền đấy. Thì mình làm non bộ thì quả thì đa số là mô tả cái vùng núi non các bạn. Thì mình sẽ tạo ra cái ngôi nhà nó sẽ đi theo kiểu của núi non, tận dụng, người ta sẽ tận dụng những cái gì mà nó có sẵn ở cái vùng quê của người ta các bạn. Ví dụ ở dưới đồng bằng người ta sẽ tận dụng tranh lá các thứ, thì người ta lợp thành cái mái, còn ở trên mình cứ đồng với mình cao, người ta sẽ sử dụng đá làm hàng rào và mái ngói úp các bạn, để người ta cho nó chống nóng, chống ồn các bạn. Rồi mình sẽ bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi cái phần gọi là vệ sinh cái phần dưới này, và mình đi thành cái bức tường đá. Các bạn sẽ vệ sinh những cái gì mà nó còn bã dơ các bạn. Đó, mình sẽ vệ sinh cái bã dơ và mình sẽ tạo thành cái cửa gỗ các bạn. Đây, ví dụ mình bá cái đường bã dơ mà ở trong cái mẫu cũ các bạn, nó sẽ bị dính ở đây á, la khuôn nó sẽ bị dính các bạn. Là mẫu sẽ dính đây. Đó, mình cạo đi các bạn, cạo sạch sẽ đi, các bạn làm cho nó sắc nét lại. Các bạn làm càng sắc nét bao nhiêu thì cái mẫu của mình nó càng đẹp bao nhiêu các bạn. Đó, mình sẽ cạo phần này đi. Đó, cạo sạch sẽ đi, xong rồi mình sẽ lạch một phần như vậy này các bạn. Lạch như vậy thì các bạn sẽ tạo thành cái cửa gỗ mà người ta làm ngày xưa, cái dọc dọc những tấm gỗ lớn, người ta mấy tấm gỗ lớn không lớn lắm các bạn, ta ép thành 4-5 tấm để ép cái cửa. Ngày xưa nhà mình cũng làm như vậy các bạn, cũng làm bằng cái gỗ ba gỗ cũ các bạn. Nếu xây nhà hay là làm nhà xong mà dư hoặc đi lấy những cây trong vườn thì chạm cái mít thì nó về xẻ ra trong thành từng tấm sẽ làm thành một cái cửa mà tạm thời các bạn, đóng gọi là cho có vậy thôi, chứ ngày xưa chứ làm đâu có như bây giờ các bạn. Mình sẽ làm như vậy. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm bức tường đá nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ dùng cái bay này, các bạn rạch một bất kỳ ngẫu nhiên cái hình viên đá này. Đó, viên đá như vậy này. Ở đây thì viên đá tự nhiên đã xếp ở cái vùng Hà Giang các bạn. Thì nó sẽ có những viên đá mà mình bỏ cái đường này đi luôn, bỏ cái đường chỉ đi luôn các bạn. Có những cái đường đá mà nó xếp ngẫu nhiên các bạn, nó không có hòn đá nào, không thiếu hòn đá nào hết, thì các bạn cũng phải vẽ cái đường rạch cái đường chỉ này. Nó ngẫu nhiên này, đó các bạn vẽ đặt cái bừa đi vậy, hình lục giác này, hình tứ giác này, đó hình tam giác này, có những hình ngẫu nhiên, có hình dài, hình ngắn trong viên đá tự nhiên các bạn, thì mình sẽ làm như vậy để tạo ra những cái đường rãnh, nó tạo những hòn đá nó xếp to nhỏ chồng lên nhau. Ví dụ chỗ hòn đá to thì nó sẽ bên cạnh nó to sẽ có hòn đá nhỏ, các bạn xếp chỗ nhau cho càng tự nhiên tốt, chứ các bạn đừng xếp mà ba hòn đá giống nhau là gần cạnh nhau các bạn. Trong cái xếp nằm bộ các bạn, những cái hòn đá mà nó to xong đến hòn đá nhỏ nằm cạnh hòn đá to, nó tôn nó to lên, nó to tôn nó nhỏ lên, nó tạo cái sự dích sự không có đồng đều các bạn. Trong nghệ thuật thì mình không có làm đồng đều được, không đồng đều như cái trong cái một số mình xây tô các bạn, như này mình làm nó hòn đá nó phải càng ngẫu nhiên càng tốt. Giờ mình sẽ lạch những đường tự nhiên trước này đó, mình lạch cho nó làm sao cho nó ấy, cho nó thành một cái đường nét nhỏ trước, tí mình sẽ đi mình sẽ lạch cấn lại các bạn, mình sẽ đà lại những cái điểm nào mình chưa ưng rồi, mình những điểm chưa sâu thì mình sẽ đà lại. Bây giờ mình sẽ đà cho sơ những cái mặt thôi, mặt cạnh mình thôi đó, bạn đà cho sơ thôi. Cái này mình làm cái cửa này, cửa gỗ các bạn. Ha ha ha!
Rồi, ok. Đây cái căn nhà mình mới lấy ra, mình đã rạch xong rồi các bạn. Đây mình làm mái lại nè, rồi mình làm cái đá các bạn. Đây nè, bức tường đá đây, các bạn có thể thấy này. Đấy, sau khi mình làm bốn mặt, các bạn thấy bức tường đá này. Thì bức tường đá này mình sẽ làm như vậy thì khi mình đao khuôn thì nó sẽ rất là nhanh các bạn. Mình mời là thủ công nữa, rất là nhanh và đẹp luôn. Thì cái nhà này nhìn nó rất là hoang dã, giống như trên cái vùng núi cao đấy. Đấy, thì mình các bạn có thể thấy này, rất là đơn giản thôi, đơn giản nhưng mà nó nhìn rất là bắt mắt các bạn. Thì sau này khi mình ra mẫu rồi thì mình sẽ xếp vào những vị trí của cái năng lượng thiểu cảnh, tùy theo cái vị trí của cục đá thì mình sẽ làm các bạn, để mình làm ra cái mô hình, sắp xếp mô hình sao cho nó hợp lý và cho nó hài hòa thì mình sẽ đẹp các bạn. Ở đây thì vừa nãy mình có nói các bạn là mấy cái nhà nhỏ, đây cái nhà lớn này, cái này mình ngâm nước để đấy các bạn. Đấy, thì mình ngâm nước các bạn, mình đang ngâm nước để cho nó, mình tại xi măng nó mới ra, cái này mình sử dụng hoàn toàn là xi măng bột các bạn, không pha một tí cát nào hết. Thì mình nó ra ngoài thì nó nằm ra khỏi đống cát ấy, thì độ ẩm nó sẽ bị khô cứng rất là nhanh, nên các bạn đưa vào nước, các bạn rạch xong các bạn đưa vào nước, các bạn ngâm một ngày các bạn vớt ra, sau đó các bạn sẽ bơm silicone, các bạn nên mẫu làm mẫu là nó rất là đẹp đấy các bạn xem. Đấy, thì căn nhà nhìn nó cổ kính hơn rất nhiều các bạn, nhìn nó gói sắc nét hơn, nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều so với nếu mình chưa có rạch bức tường đá các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Hãy đăng ký và chia sẻ những video mà các bạn cảm thấy hay cho mọi người cùng xem, để mọi người cùng tạo tác ra những tác phẩm đẹp để trang trí cho khu vườn nhà mình và trang trí cho đời các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.